Luận đại trí độ, quyền 3 Phẩm thứ nhất tiếp theo Nói về trụ vương xá thành Chú tại thành vương xá Kinh tại thành vương xá Luận hỏi Vì sao chẳng nói thẳng về bát nhã Mà lại nói về việc Phật chú tại thành vương xá Đáp Vì muốn cho người nghe sanh lòng tin thanh tịnh nên cần minh định rõ nơi phật thuyết kinh bát nhã ba la mật này bởi vậy nên nói về việc phật chú thành vương xá trong kinh thường nói đến ba chỗ chú là thiên chú phạm chú và thánh chú chú pháp của chư thiên cõi dục gọi là thiên chú chú pháp của hàng phạm thiên gọi là phạm chú chú pháp của chư phật bồ tát bích chi phật a la hán cùng các bậc thánh khác gọi là thánh chú lại nữa, chú trong bố thí, trì giới, thiện tâm gọi là thiền chú. Chú trong từ bi hỷ xả bốn vô lượng tâm gọi là phạm chú. Chú trong không vô tướng vô tác ta muội gọi là thánh chú. Ngoài ba chỗ trên đây, Phật chú trong thủ lăng nghiêm ta muội có đầy đủ 10 Phật lực, bốn vô sở úy, 18 bất cộng pháp. Dùng vô lượng trí huệ thuyết tám vạn bốn ngàn pháp môn nhằm hóa độ chúng sanh. Như vậy ở nơi thành vương xá, Phật chú nơi vô lượng công đức mà thuyết kinh mà hà bát nhã ba la mật này hỏi rất nhiều thành lớn trong nước đều có cung điện của nhà vua vì sao chỉ riêng thành này mang tên thành vương xá đã có rất nhiều truyền thuyết về thành vương xá lược nêu vài truyền thuyết sau đây có thuyết nói, ngày xưa cung thành của nước Ma Gia Đà bị lửa thiêu rụi đến 7 lần. Sau mỗi lần cháy, nhà vua lại cho xây dựng một thành mới. Nhưng khi vừa hoàn thành, thì thành lại bị thần lửa đến viếng, chẳng sao giữ được. Nhà vua buồn giàu bèn triệu tập các quan văn võ và các bậc nhân sĩ trong nước vào cung để tham khảo ý kiến. Các vị này hiến kế nên rời cung thành đi nơi khác. Sau khi tìm được một vùng, vùng đất trang nghiêm núi non hùng vĩ, nhà vua liền cho xây dựng một cung điện nằm giữa năm hòn núi bao bọc chung quanh tạo như một lũy thành thiên nhiên vững chắc từ đây nhân dân trong nước đặt tên thành mới xây này là thành vương xá có thuyết nói ngày xưa có một ông vua nước mà già đà hiệu là bà tầu vì nhàm chán việc đời nên đã xuất gia tu theo đạo tiên một hôm các vị tiên nhân cùng với các cư sĩ bà la môn luận nghị về nghi thức lễ tế trời các cư sĩ bà nên giết súc vật để làm lễ tế trời, còn các vị tiên nhân thì khuyên chẳng nên sát sanh, chẳng nên cúng rượu thịt. muốn cho các cư sĩ bà la môn tin theo lời khuyên, các tiền nhân nói có đại phương bà tẩu xuất gia tu ở đây các ngươi chẳng tin được hay sao? nói xong bèn mời tiên nhân bà tẩu làm trọng tài cho cuộc thảo luận. khi được hỏi ý kiến tiền nhiều bà tàu tiền nhân bà tẩu bèn nói rằng theo pháp bà la môn thì phải giết súc vật để làm lễ trong lúc tế trời. Các tiên nhân hỏi, ngài hãy, ngài hãy nói thật ngữ chẳng nên vọng ngữ mà đắc tội. Tiên nhân bà Tẩu nói, Pháp tế trời theo kinh sách bà La Môn là phải giết xúc vật. Giết như vậy mà vẫn chẳng có tội. Vừa nói dứt lời, thân của tiên nhân bà Tẩu bị lún sâu xuống đất, lún dần đến tận lưng. Các tiên nhân lại nói, Ngài hãy nói thật ngữ đi, chúng tôi sẽ đem Ngài ra khỏi địa ngục tiền nhân bà tàu tự nghĩ rằng ta là bậc đại nhân chẳng nên nói hai lời hơn nữa trong bốn bộ kinh vẹn đà của bà la môn có nêu đầy đủ các nhân duyên về sự giết xúc vật để tế trời là vô tội ta là bà la môn thả chết chẳng bao giờ ta hành sai pháp nghĩ như vậy rồi tiền nhận bà tàu vẫn khư khư giữ nguyên ý của mình thế rồi chỉ trong chốc lát toàn thân ông lún sâu xuống đất rồi ông bị chôn vùi hoàn toàn dưới đất và chết luôn. Từ đó về sau, đa số dân trong nước đều tin việc phát sát sanh để tế trời là trọng tội. Thái tử Quảng Xá lên núi ngồi cũng nhàm chán việc đời muốn đi xuất gia. Một hôm nhà vua nghe tiếng vọng giữa hư không khuyên nên tu khổ hạnh và chọn một nơi ở thanh tịnh trang nghiêm. Một thời gian sau, nhân cuộc đi săn thú rừng mãi biết đuổi theo một con hươu chạy rất nhanh ở đằng trước nhà vua bị mất liên lạc với đoàn tỷ tùng chạy đuổi theo con mồi mãi mà vẫn chẳng sao bắt kịp nhà vua lạc vào một thung lũng nhỏ nằm gọn giữa nằm hòn núi bao quanh nơi đây thế đất bằng phẳng cảnh đẹp tuyệt vời cây cỏ xanh tươi đua nhau đưa hoa kết lá ao suối trong vùng đều tinh khiết trong xanh lại nữa đầu đầu cũng có hoa trời hương trời nhạc trời làm tăng thêm vẻ trang nghiêm hùng vĩ của vùng đất hứa này các quan trở mãi chẳng thấy vua vẻ bẹt đổ xô đi tìm vừa gặp các quan nhà vua mừng nói rằng vùng đất này quả thật là vùng đất hứa thật là hy hữu chưa từng thấy trước đây ta nghe tiếng vọng trong hư không quyền ta nên tìm đến một nơi thanh tịnh trang nghiêm để ở vùng đất này đã hội đủ tất cả các điều kiện mong muốn ta quyết định xây dựng kinh thành nơi đây ngay sau đó nhà vua truyền dạy các quan tiến hành công việc xây cất cung thành Thế rồi thành được dựng lên và được đặt tên là thành Vương Xá. Kinh ở vùng núi Kỳ Xà Quật, luận Kỳ Xà Quật còn có tên là Thiếu Cốc hay Thiếu Đầu có thuyết nói rằng các phía nam thành Vương Xá có rừng thi đà chứa nhiều xác chết. Các chim thiếu ở trong núi Kỳ Xà Quật này thường bay đến khu rừng thi đà tìm ăn các xác chết. Có thuyết nói rằng đứng ở thành Vương Xá nhìn lên núi Kỳ Xà Quật thấy đỉnh núi có hình dáng đầu một con chim thiếu trong năm ngọn núi bao quanh thành vương Xá thì núi kỳ xà quật là cao hơn hết tại nơi đây có rất nhiều cây cao rừng rậm các vị thánh thường đến an trú ở trong khu rừng này nhằm xa lánh các nơi ồn ào đông đúc và các thị trấn đông dân cư phật cũng thường ở thành vương xá và núi kỳ xà quật sau những thời gian đi du thuyết ở trong thành phương giá có rất nhiều người lợi căn lợi trí, thuần thuộc thiện căn, mỏng kết sử và phiền não, nghe được pháp màu liền xanh tín tâm thanh tịnh, nên Phật thường lưu lại thuyết pháp như bài kệ thuyết. Mặt trời đem ánh sáng, nắng ấm làm hoa nở, nhưng hoa chưa đúng thời vẫn chẳng sao khai mở. Phật cũng lại như vậy, thuyết với tâm bình đẳng, người tin tâm liền mở, kẻ chưa tin chưa khai. Nền pháp của thế tôn trú trong ba hạng người lợi trí thuần thiện căn mỏng kiết sử phiền não lại nữa lúc chưa thành đạo phật có đến thành vương xá được vua tần bà sa la tiếp rước rất trọng hậu và thỉnh phật khi đã chứng đạo quả thì trở lại nơi đây để hóa độ ngài sau khi thành đạo phật trở lại thành vương xá thuyết pháp và thu nhận đệ tử vua tần bà sa la là vị vua đầu tiên quy y theo phật vua đem cảnh vườn trúc lâm và xây dựng nhiều tịnh xá cúng dường tăng đoàn hỏi ngoài thành vương xá phật còn trú ở những thành nào khác nữa đáp phật còn trú ở thành xá bà đề còn gọi là thành xá vệ thành xá bà đề là kinh đô nước kiều tát la gần ca tỷ la vệ vua nước kiều tát la lúc bấy giờ là ba tư nặc từng giao hảo thân thiện với vua tịnh phạn từ khi Phật chưa thành đạo. Sau khi Phật thành đạo, vua Ba Tư nặc quy y với Phật và trở thành một trong những vị vua hộ Pháp thuần thành nhất đương thời. Lại nữa, ở thành xá Bà Đề có vườn cấp cô độc của nhiều ngôi tịnh xá rất thuận tiện cho việc tu học của tăng chúng. Có thuyết nói, thành xá Bà Đè ở gần thành Ca Tỷ La Vệ. Đức Phật vì muốn báo ơn sinh thành, thường hay trú tại thành này. Trong một cuộc nói chuyện với vua Tần và Sa La, Phật có dùng kệ trả lời nhà vua rằng Có quốc độ tuyệt đẹp Ở cạnh núi tuyết sơn Phong phú nhiều bảo vật Tên gọi kiểu tát la Là dòng dõi họ thích Ta sinh gần nước đó Nhàm chán xanh già chết Ta xuất ra tìm đạo Vua Tần Bà Sa La Vị quốc chủ nước ma già đà Thường trú tại thành phương xá Vua Ba Từ Nặc Vị quốc chủ nước kiều tát la Thường trú tại thành xá bà đà phật là vị pháp chủ nên thường trú ở cả hai thành vương xá và xá bà đà hỏi thành ca tỷ la vệ là nơi phật đàn sanh vì sao phật không thường trú tại nơi đây đáp phật đã giải kiết sử chẳng còn ái nhiễm đối với phật thì oán thân đều bình đẳng tuy nhiên ở thành ca tỷ la vệ có rất nhiều thân thuộc và đệ tử trong dòng họ thích chưa ly dục do vậy nên phật chẳng muốn lui tới gần gũi họ sợ họ sanh tâm nhiễm trước khi trở về nước, Phật đã nhận ngay anh em ngày ca diếp và hơn cả ngàn bà la môn làm đệ tử. Vua tịnh phạn thấy các tỷ kheo xuất gia theo Phật, phần lớn gốc bà la môn, trước tu theo pháp mùa khổ hạnh thân hình tiểu tụy không thể làm dạng danh đức thế tôn, nên đã chuyển tuyển chọn những người trẻ dòng họ thích xuất gia theo Phật. Đa số các tỷ kheo này chưa được tín tâm thanh tịnh, chưa ly dục, nên Phật không muốn để họ gần gia đình, sợ họ sanh tâm nhiễm trước như đã nói trên đây. Lại nữa, thành Ca Tỷ La Vệ là nơi Phật đản xanh. Ở đây có rất nhiều người đã trồng thiện căn lâu đời, trí huệ đã thuần thục, nên Phật chỉ cần ở lại thuyết pháp trong thời gian ngắn. Trái lại, thành giá bà đẻ rộng lớn, có đến chín ức nhà, dân cư ở đây quá đông đúc, có người thiện căn đã thuần thục, có người thiện căn chưa thuần thục nhưng vì họ đã học nhiều về kinh thơ của ngoại đạo nên dù có lợi căn lợi trí mà phần đông đều rơi vào lưới tà kiến theo đủ hạng thầy thờ đủ hạng trời hạng thần bởi nhân duyên vậy nên phật phải ở lại thành xá bà đẻ lâu hơn để giá hóa họ hỏi vì sao giữa hai thành vương xá và xá bà đẻ phật lại ở thành vương xá nhiều hơn đát như trên đã nói do muốn báo ơn chỗ sanh thân mà đức phật trú ở thành xá bà đề gần thành ca tỷ la vệ là nơi phật đàn sanh như bài kệ thuyết hết thảy luận nghị sư kể cả hàng xuất gia ôm chặt điều mình biết như người nhớ nơi xanh mặt khác phật đã chứng thành đạo quả trở thành bậc vô thượng Chánh đẳng Chánh giác ở dưới cội bồ đề bên sông ni liên thuyền xóm âu lâu tần la gần thành vương xá do muốn báo ân nơi thành tựu pháp thân nên phần nhiều phật chú tại thành vương xá như bài kệ thuyết chư phật quá khứ hiện tại vị lai đều cúng dường pháp đều tôn kính sư vì pháp thân thủ thắng hơn sanh thân nên trong hai thành thì Phật thường hay chú ở thành Vương Xá nhiều hơn. Lại nữa, ở thành Vương Xá có rất nhiều chỗ tọa thiền mà những nơi khác không có được. Ở cả năm hòn núi bao quanh thành Vương Xá đều có tịnh xá, như tịnh xá Trúc Viên, tịnh xá Đẻ Bà La Bà Thứ, vân vân. Trong thời gian đi du thuyết, Phật đã dừng bước ở nhiều thành nhưng ở các thành ấy ít tịnh xá, như ba là nại chỉ có một, xá bà đà chỉ có hai, tỷ xá ly chỉ có hai, kiêu diệm di chỉ có một, vân vân Trùng quanh các thành ấy chỉ toàn là rừng thưa, trống trải, ít thích hợp cho việc tọa thiền, kém xa thành vương xá. Lại nữa, ở thành vương xá có rất nhiều vị luận sư ngoại đạo, thường đến đấu lý với Phật như Phạm Trí, Trường Trảo, Phạm Trí, Cầu Na Đại, vân vân đều là những vị đại luận sư, quy tụ nhiều đệ tử. Ở thành vương xá cũng có rất nhiều người không tin Phật Pháp, canh ghét Phật, thậm chí có những người muốn hại Phật như trường giả thi lợi khất đà, đệ bà đạt đa, vua a xà thế, vân vân Bối cảnh của thành vương xá quá đặc biệt như vậy, nên Phật phải lưu trú nơi đây lâu hơn để đủ thời gian cảm hóa các hạng người nói trên, cũng ví như danh y dùng các loại cây cỏ độc để trị bệnh Phật dùng ngay các tà kiến dài của các luật sư để dẫn họ vào tránh đạo như bài kệ thuyết đã mang danh sư tử chúa tẻ trốn rừng xanh dên la vì trùng trích Sao khỏi người cười chê người trí phải dõng mãnh như sư tử gầm oai ngày nơi trốn hồ lang cổ muôn loài dã thú Luật sư như cọp dữ phật chẳng chút sợ hãi tuy biết rộng hiểu nhiều, chẳng sao sánh được Phật. Lại nữa, ở thành vương xá có rất nhiều bậc trí thức, biết rộng hiểu sâu nên Phật đã vì họ trú nơi đây nhiều hơn nơi khác. Lại nữa, ở thành vương xá khi vừa tàn bà Sa La thỉnh Phật, và một nghìn vị lậu tận A-la-hán vào cung, Phật đã thuyết pháp cho vua nghe sau thời pháp vua liền đắc quả tu đào hà nên đã phát nguyện thỉnh phật cùng chúng tăng về trú tại thành vương xá để vua được gần gũi cúng dường tứ sự phật nhận lời thỉnh nguyện của vua tần bà sa la nên đã cùng chúng tăng lưu trú ở thành vương xá nhiều hơn các nơi khác lại nữa ở trong nước ma già đà thì thành vương xá là thị trấn lớn nhất và quan trọng vào bậc nhất thành này có 12 hai ước nhà có nhiều người thông minh học rộng mà Phật dự biết trong số những người này sẽ có rất nhiều người được đạo nên phải lưu lại đây nhiều hơn để độ họ. Lại nữa, ở thành vương xá, sự khất thực dễ dàng vì dân chúng khá giả, sung túc hơn dân chúng các nơi khác do ba nguyên nhân sau đây. Vua Tần Bà Sa La phát nguyện cúng dường thức ăn uống cho một nghìn vị tỷ kheo. Có rất nhiều vị yêu bà tác yêu bà di, thường xuyên phát nguyện cúng dường chưa tăng có vị Long Vương A Ba La Hộ Pháp thường xuyên làm cho mưa hòa gió thuận nên ở nước Ma giả Đà dân chúng chẳng bao giờ lâm vào cảnh đói kém vì luôn luôn được mùa gặt hái. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, Ngài Ma Hà Cà Diếp cũng chọn núi này làm nơi kết tập phát tạm, vì vua A Xà Thế nối trí vua cha cũng phát nguyện cúng dường một nghìn tỷ kheo. Lại nữa, thành vương xá có núi bao quanh, có nhiều tịnh xá rất thuận tiện cho việc tọa thiền ở giữa vùng đồng bằng sầm uất thuận tiện cho việc khất thực nên các bậc thánh ưa chỗ nhà tịnh thường hay trú ở các tịnh xá các khu rừng quanh thành này hỏi vì sao phải thường hay trú ở núi kỳ xa quật đáp trong nằm hòn núi bao quanh thành vương xá thì hòn núi kỳ Xà quật có địa kế địa thế thuận lợi hơn hết vì sao vì núi này ở gần thành nhất dễ dàng cho việc đi khất thực lại vì dốc khó lên nên ít người đến lui tới dễ dàng cho việc tọa thiền do những lợi thế của núi kỳ xà quật như vậy mà ngài maha ca diếp sau khi phật nhập niết bàn cũng đã chọn núi này làm nơi kết tập pháp tạng làm nơi nhập diệt của chính ngài trong kinh có chép vào một buổi sáng tinh sương ngài ca diếp đắc y mang bình bát vào thành khất thực sau khi ngài trở về đến núi kỳ xà quật ngài nói với các đệ tử rằng ngày hôm nay ta nhập vô dư niết bàn rồi vào vô lậu thiền định. Hàng đệ tử của ngài vào thành loan tin các tỷ kheo của các bậc trí thức trong thành đều tụ tập ở núi kỳ xà quật. Lúc bấy giờ ngài Ma Ca Diếp từ trong thiền định ra bước vào giữa chúng thuyết về pháp vô thường. Ngài nói hết thảy pháp hữu vi đều do duyên hòa hợp sanh nên đều là vô thường vốn là không nay trở thành có có rồi sẽ trở thành không, thân này cũng do duyên hòa hợp sanh nên cũng là vô thường. Vì vô thường nên là khổ, vì khổ nên là vô ngã. Vì vô ngã nên người trí chẳng hề chấp đắm vào ngã và ngã sở. Vì sao? Vì nếu chấp đắm vào ngã và ngã sở thì sẽ phải trước lấy vô lượng ưu bi khổ não, phải nhàm chán thế gian, phải ly các dục mới có thể vào được niết bàn an lạc. Nói sau Ngài đáp y tăng giả lê của Phật Cầm bình bát và tích trượng rồi như chìm kìm xí điều ngài bay lượn giữa hư không hiện vô lượng thần thông đi đứng nằm ngồi ở khắp bốn phương trên hiện ra lửa dưới hiện ra nước vân vân khi biết tất cả các chúng sanh đã sanh tâm hoan hỉ rồi ngài đứng trên núi kỳ xà quật và nói rằng ta đem y bát của phật vào núi nhập định ta nguyện xác thân của ta không tan rã đến khi đức di lặc thành phật ta sẽ trở lại khóa độ chúng sanh nói xong ngài đi thẳng vào trong đỉnh núi tự như đi vào chỗ trống không ngài vừa vào xong thì núi liền khép lại như cũ trong vị lai vào thời đức di lặc người sẽ thọ tám vạn bốn ngàn tuổi thần cao 80 thước ngài di lặc cao 160 thước tỏa hào quang rộng khắp 10 dặm Lúc bấy giờ chúng sanh nghe thuyết pháp sẽ phát tín tâm thanh tịnh, có vô lượng chúng sanh xuất gia tu học. Hội thứ nhất có 99 ước người được A La Hán. Hội thứ hai có 96 ước người được A La Hán. Hội thứ ba có 93 ước người được A La Hán. Từ đó về sau có vô số người được độ thoát. Thế nhưng vì quá sung sướng nên nhân dân càng ngày càng giải đãi lười biếng, bỏ bê việc tu hành. Phật Di Lạc thấy chúng sanh như vậy, bèn cầm tích trượng, đi đến núi kỳ xà quật, gõ vào thành núi. Tức thì ngọn núi tách làm hai, Ngài Ma Ha Ca Diếp đắc y tăng giá lê. Từ trong núi bước ra, đảnh lễ Đức Di Lạc rồi bay lượn giữa hư không, hiện đủ các thứ thần thông và từ giữa không trung tự diệt thân mà nhập vào Niết Bàn. Các đệ tử Đức Di Lạc rất đỗi ngạc nhiên hỏi Phật rằng, Bạch Thế Tôn, người ấy là ai? thuộc giống người gì mà quá nhỏ như vậy? Vì sao người ấy lại đắc y mang bình bác và có nhiều thần lực như vậy? Phật Di Lạc đáp, người ấy là một đệ tử lớn của Đức Phật Thích Ca trong thời quá khứ. Cái ấy tên là Maha Ca Diếp tu hạnh đầu đà, thiểu dục tri túc và cũng là một vị đại A-la-hán. Thời bấy giờ người chỉ sống 100 tuổi, thân hình nhỏ bé. Mà làm được việc lớn Còn các ngươi có thân hình to lớn lại lợi căn hơn họ Sao chẳng làm được những công đức như vậy Các đệ tử của Đức, đức Di Lạc Hồ Thẹn Khởi tâm nhảm chán thế gian Phật Di Lạc bèn vì họ thuyết pháp Khiến có rất nhiều người đắc quả thanh văn Có người được vô sanh pháp nhẫn Lại nữa, núi Kỳ Sà Quật là nơi Mà các Đức Phật quá khứ hiện tại và vị lai Đều trú ở đó Như trong kinh Phú Lâu Na có chép dù ba ngàn đại thiên thế giới có tiêu hủy đi rồi lại thành trở lại Thì Phật vẫn thường ở núi kỳ xả Quận Nếu người nào có phước đức có tín tâm thanh tịnh Thì sẽ được thấy chư Phật ba đời Vẫn trú tại núi kỳ xả Quận Núi này duyên sanh vô lượng công đức Chư Phật và chư Bồ Tát trong ba đời Thường hay trú nơi đây Chư vị thiên long bát bộ Hằng cung kính chiêm bái và cúng dường như bài kệ tuyết Núi kỳ xà quật ấy, nơi trú của chư Phật, nơi nghỉ của thánh nhân, nơi bảo tồn chân pháp, để giáo hóa chúng sanh, trừ khổ được giải thoát. Lại nữa, chính tại núi kỳ xà quật này, các Bồ Tát khắp mười phương đã đến chiêm ngưỡng cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nghe Phật thuyết pháp, Phật Thích Ca Mâu Ni thường thuyết giảng các kinh đại thừa tại núi kỳ xà quật này. Bởi nhân duyên vậy, nên Đức Thế Tôn chọn núi kỳ xà quật làm nơi thuyết giảng kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Nói về Maha Tỳ Kheo Tăng, các đại Tỳ Kheo Tăng, kinh cùng với chúng đại Tỳ Kheo Tăng, luận cùng ở đây có nghĩa là cùng một thời, cùng một chỗ, cùng một giới, cùng một đạo. Đại Maha có nghĩa là lớn, là hơn hết thầy. Các tỳ kheo Nơi đây là những bậc A-la-hán lậu tận có huệ đức lớn được hết thảy các hàng trời người A-tu-la đều tôn kính cúng dường. Tỳ kheo là khất sĩ, các vị xuất gia theo Phật đều giữ hạnh thanh tịnh, nuôi sống tự thân bằng cách đi khất thực xin ăn để tùy duyên hóa độ chúng sanh. Trong kinh có chép mầu chuyện về ngài Xá Lợi Phất đi khất thực như sau: Một buổi nọ, ngài Xá Lợi Phất đi khất thực về ngồi quay mặt vào vách mà ăn lúc ngài đang ăn có vị phạm trí tịnh mục đến chất vấn ngài cuộc đối thoại diễn ra ngay sau đó ông đang ăn đúng vậy tôi đang ăn ông cúi miệng xuống mà ăn chăng chẳng phải vậy ông ngửa miệng lên mà ăn chăng chẳng phải vậy ông vuông miệng lại mà ăn chăng chẳng phải vậy thế thì ông quay miệng khắp cả bốn phương mà ăn chăng cũng chẳng phải vậy ông bác bỏ tất cả bốn lối ăn trên đây như vậy xin ông hãy cho tôi biết pháp ăn của ông như thế nào người xuất gia mà đem các cây cỏ thuốc để đổi lấy miếng ăn thì gọi là cúi miệng xuống mà ăn